cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với bản tin quốc tế của Báo Thanh Hóa. Chúng tôi luôn mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật nhất về các sự kiện quốc tế nổi bật. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên Telegram rằng, tại tỉnh Sumy, chúng tôi vẫn kiểm soát hoàn toàn tình hình. Lực lượng Nga hiện tích cực hoạt động, song đang và sẽ tiếp tục bị hủy diệt. Ông cho biết, đây là báo cáo về tình hình chiến trường của tư lệnh quân đội Alexander Sitsky ông Zelensky viết thêm, đề cập ngôi làng ở tỉnh Sumy. Về làng Rizepka, đối phương đã cố gắng thực hiện chiến dịch tuyên truyền ở đó. Ukraine đã phá hủy cờ Nga tại ngôi làng. Tỉnh Sumy nằm ở biên giới phía bắc Ukraine. Nga chưa mở cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn nào ở khu vực này kể từ đầu xung đột. Dù vậy, ông Zelensky đã cảnh báo Moscow đang tập trung lực lượng dọc theo biên giới phía bắc, dường như nhằm chuẩn bị mở một chiến dịch mới theo hướng này. Giới chức đã sơ tán người dân sinh sống ở nhiều ngôi làng biên giới tại tỉnh Sumy do lo ngại nguy cơ bị Nga tấn công. Mới đây, kênh Military Sumeri đưa tin, quân đội Ukraine đang tập trung nhiều lữ đoàn ở khu vực Sumy, cho thấy họ đoán trước được điều gì đó. Rất có thể là Nga sắp mở cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực này. Lực lượng bổ sung của Kiev cũng đã được điều động từ Poltava đến hướng Kharkov. Đồng thời, một lữ đoàn xe tăng khác đã được điều động về phía Lipsy. Tại Volchansk, quân đội Ukraine đã lấn thêm được khoảng 100 mét ở phía đông bắc sau khi đẩy lùi đối phương. Trong khi đó, ở phía đông thành phố, quân đội Nga rõ ràng đã loại bỏ một lượng lớn binh sĩ Ukraine bằng bom FAB vì những đội quân này đang lên kế hoạch tấn công về phía Tây để giành lại tuyến đường tiếp tế. Nhìn chung, Nga đang đốt cháy vùng Kharkov bằng việc tăng cường tấn công bằng bom lượn FAB với nhiều video đang xuất hiện. Chắc chắn, lực lượng Kiev không có giải pháp nào để chống lại loại vũ khí này. Vừa qua, không quân Nga đã săn phẳng một sở chỉ huy của quân đội Ukraine ở vùng kherson bằng bốn quả bom lượn dẫn đường FAB-500. Theo đoạn video được các binh sĩ Nga đăng tải trên Telegram, trong một cuộc giao tranh ở vùng kherson không quân Nga đã sử dụng bom lượn dẫn đường thông minh, phá hủy hoàn toàn sở chỉ huy của quân đội Ukraine trong khu vực. Cũng từ đoạn video trên, cả bốn quả bom của Nga đều tấn công chính xác mục tiêu chỉ trong vài giây và không gây thêm thiệt hại cho các tòa nhà xung quanh. Những hình ảnh về mục tiêu này sau đó cho thấy nó bị san phẳng hoàn toàn. Theo truyền thông Nga, bốn quả bom được sử dụng trong vụ tấn công là FAB-500, mỗi quả nặng gần 500 kg. Đây là loại bom thông thường, được nâng cấp thêm mô đun dẫn đường, cho phép chúng có thể lượn trên không và tấn công chính xác mục tiêu. Ngày 24 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga bà Valentina Matvienko cáo buộc vụ tấn công tại Cộng hòa Dagestan thuộc vùng Bắc Caucas của Nga là hành động khiêu khích man dợ được lên kế hoạch từ nước ngoài. Trong bài đăng trên tài khoản Telegram, bà Matvienko cho rằng vụ tấn công ở Dagestan đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, được tính toán chi tiết, cũng như nhận được nguồn tiền tài trợ từ nước ngoài nhằm gây bất ổn xã hội Nga từ bên trong cùng ngày bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa dagestan nhấn mạnh vụ tấn công trên là thảm kịch lớn đối với mỗi gia đình mỗi người dân cuộc tấn công có tổ chức vào các cơ sở tôn giáo này nhằm kích động thù hận và gieo rắc bất hòa trong nhân dân nga tuy nhiên ông khẳng định chính quyền sẽ không để các thế lực bên ngoài phá hoại sự hòa bình và đoàn kết tại dagestan nơi người dân thuộc nhiều tôn giáo và các dân tộc khác nhau sống trong hòa thuận các đối tượng tấn công sẽ bị trừng phạt thích đáng Trước đó, ủy ban điều tra Nga cho biết, ngày 23 tháng 6, nhiều đối tượng có vũ trang đã tấn công hai nhà thờ chính thống giáo, hai giáo đường Do Thái cũng như đồn cảnh sát giao thông tại hai thành phố Deben và Makhachkala ở Dagestan. Các vụ tấn công khiến 20 người thiệt mạng và 46 người bị thương, trong số nạn nhân thiệt mạng có 15 cảnh sát, một linh mục chính thống giáo và bốn dân thường. Lực lượng an ninh đã loại bỏ năm đối tượng liên quan và xác định được danh tính của chúng. Ủy ban điều tra đã mở cuộc điều tra với các cáo buộc thực hiện tấn công, mua, tàng trữ, vận chuyển và đánh cắp vũ khí. Dagestan là một trong những khu vực có đa số người Hồi giáo ở Bắc Kapkaz của Nga trải dài dọc theo bờ biển Caspia. Các vụ tấn công xảy ra ở thủ phủ Makhachkala và Deben, một thành phố lớn cách đó 120 km về phía nam. Người đứng đầu Cộng hòa Dagestan thuộc Liên bang Nga, Sergei Melikov cho biết lực lượng chức năng vẫn sẽ tiếp tục điều tra cho đến khi xác định được danh tính của tất cả những kẻ đã tham gia vào các vụ tấn công nói trên. Nhiều phương tiện truyền thông dẫn nguồn tin cảnh sát cho rằng hai trong số các tay súng đã thiệt mạng ở Makhachkala được xác định là con trai của một người đứng đầu thành phố. Theo báo chí, người đàn ông này đã bị bắt. Đại diện của các cộng đồng Do Thái, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo ở Nga đã lên án các cuộc tấn công vào các nhà thờ và giáo đường. Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Paris để chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 7 tới tại Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Điện Élysée, Tổng thống Pháp Macron cho biết xung đột Nga-Ukraine và việc duy trì hỗ trợ an ninh cho Ukraine sẽ là chủ đề ưu tiên hàng đầu của hội nghị. Người đứng đầu nước Pháp nhấn mạnh các thành viên NATO thuộc châu Âu cần phải cho đồng minh Mỹ thấy những tiến triển trong lộ trình gia nhập châu Âu của Ukraine, cũng như vị trí của Kiev trong NATO sẽ góp phần cho an ninh xuyên đại dương. Tổng thống Pháp Macron tái khẳng định sẽ nỗ lực duy trì sự hỗ trợ dài hạn cho Ukraine, bất chấp kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Pháp diễn ra cuối tuần này có thể buộc người đứng đầu nước Pháp phải chia sẻ bớt quyền lực với thủ tướng mới ít ủng hộ Ukraine hơn. Tổng thống Macron nhấn mạnh, sự hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine vẫn và sẽ không đổi. Pháp sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Ukraine, cũng như truyền tải thông điệp về quyết tâm rõ ràng sẽ sát cánh cùng Ukraine trong dài hạn. Trong cuộc trả lời trực tuyến trên đài TF1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine cách biên giới Pháp 1.500 km có liên quan trực tiếp đến an ninh châu Âu và nước Pháp. Trước đó, Tổng thống Pháp đã công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine với việc chuyển giao các máy bay chiến đấu Mirage 2000 năm do Pháp sản xuất đi kèm chương trình đào tạo phi công Ukraine kéo dài khoảng 6 tháng, bắt đầu từ mùa hè năm 2024. Ngoài ra, sẽ có thêm 4.500 binh sĩ Ukraine được huấn luyện tại Pháp trong thời gian tới. Nhà lãnh đạo Pháp không loại trừ khả năng gửi chuyên gia huấn luyện quân sự đến Ukraine nhưng quyết định này chỉ được đưa ra dựa trên sự đồng thuận tập thể tổng thống pháp emmanuel macron nhấn mạnh không muốn xung đột tại ukraine gia tăng không muốn giao tranh với nga nhưng cũng cho rằng chưa đến thời điểm để đàm phán hòa bình ông nói hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán và sẽ diễn ra vào một thời điểm nào đó trong tương lai thời điểm đó hiện vẫn chưa tới bởi ukraine vẫn đang kháng cự đàm phán chỉ diễn ra khi ukraine cho rằng các điều kiện đã hội đủ Ngày 24 tháng 6, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đang có chuyến thăm Bắc Kinh, Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình. Tổng thống Ba Lan đã nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh rằng tôi đã trình bày quan điểm của chúng tôi về tình hình an ninh ở châu Âu và thế giới, đặc biệt là ở khu vực châu Âu. Tôi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ ủng hộ các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Đồng thời, ông Duda cho rằng bất kỳ giải pháp hòa bình nào cũng phải tôn trọng luật pháp quốc tế và biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực nhằm đưa cuộc chiến ở Ukraine kết thúc một cách hòa bình và Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Trung Quốc và Nga tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh thực hiện kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Bắc Kinh cho biết nước này trung lập trong cuộc xung đột và không cung cấp vũ khí hay đạn dược cho Moscow. Trung Quốc đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine được tổ chức tại Thụy Sĩ trong tháng này, với lý do không đáp ứng được kỳ vọng có cả Nga và Ukraine tham gia. Nga đã không được mời và chỉ trích hội nghị là vô tác dụng. Các nhà ngoại giao tiết lộ Trung Quốc đã vận động các chính phủ đưa ra một kế hoạch hòa bình thay thế cho Ukraine. Bên cạnh đó, phát biểu trong cuộc hội đàm, ông Tập cận bình khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Warsaw để tuân thủ năm nguyên tắc gồm chung sống hòa bình, duy trì khát vọng ban đầu là thiết lập quan hệ ngoại giao, vun đắp tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao hơn và đóng góp vào sự ổn định trên thế giới. Cũng theo Chủ tịch Trung Quốc quan hệ giữa nước này và Ba Lan đã duy trì tiến triển ổn định kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 75 năm. Bên cạnh đó, từ khi hai bên quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện cách đây 8 năm, trao đổi và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực đã được mở rộng và ngày càng sâu sắc, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Tại cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Trung Quốc còn tuyên bố quyết định thực hiện chính sách đơn phương miễn thị thực trong 15 ngày cho công dân Ba Lan. Phó Thủ tướng Ukraine Stefanisina nói nước này đang tìm cách gia nhập EU nhưng không cần đặt cách giảm các thủ tục để vào liên minh này. Bà Stefanisina đề cập về việc Ukraine quyết định gia nhập liên minh châu Âu-EU. Điều này là ý chí của người dân Ukraine. Đây là sự lựa chọn không thể đảo ngược. Các bạn đã thấy người dân Ukraine đứng lên bảo vệ sự lựa chọn của mình. Bà Stefanisina cho biết thêm quyết định khởi động các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU trong tuần này là ngày trọng đại với quốc gia của bà. Phó thủ tướng Ukraine cũng lưu ý, Kyiv không tìm kiếm cơ chế đối xử đặc biệt. Bà Sina, người được chỉ định là trưởng đoàn đàm phán của Ukraine trong quá trình gia nhập EU nói, Ukraine đang tiến rất nhanh mà không bỏ qua bất cứ yếu tố nào trong quá trình gia nhập và cũng không đòi hỏi được giảm bước nào. Các nước thành viên EU tuần trước đồng ý khởi động các cuộc đàm phán về việc kết nạp Ukraine và Moldova bỏ qua sự phản đối mạnh mẽ của Hungary. Quốc gia sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của EU vào ngày mùng 1 tháng 7. Quá trình gia nhập EU ở mỗi quốc gia không giống nhau có thể mất nhiều năm do cần đáp ứng nhiều điều kiện về cải cách. Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động các cuộc đàm phán gia nhập EU gần hai thập kỷ trước và vẫn đang chờ được cấp tư cách thành viên. Từ ngày mùng 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12, Hungary sẽ thiết lập chương trình nghị sự hàng tuần và chủ trì các cuộc họp cấp bộ trưởng EU tại Bruxelles, quyết định những chủ đề nào được đặt lên đầu danh sách. khẩu hiệu chính thức trong nhiệm kỳ chủ tịch hội đồng châu Âu của Hungary sẽ là "lan cho châu Âu vĩ đại trở lại", một quan điểm tương tự như của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Viễn cảnh này đã gây ra bất an cho các nhà ngoại giao châu Âu, những người lo ngại thủ tướng Hungary Viktor Orbán sẽ tận dụng vị thế đó để thúc đẩy quan điểm dân tộc chủ nghĩa. Đặc biệt, chính sách của EU đối với Ukraine được coi là có nguy cơ bị trật hướng cao nhất hôm 18 tháng 6 khi Budapest công bố chương trình nghị sự chính thức cho cương vị chủ tịch luân phiên EU. Những lo ngại này dường như đã được xác thực. janus Boka, bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Hungary, đã nói rõ rằng nước này sẽ không giúp Ukraine mở cuộc đàm phán nào về tư cách thành viên EU. Chương trình nghị sự của Hungary đưa ra một số ám chỉ đến Ukraine liên quan đến nền kinh tế, toàn vẹn lãnh thổ, tái thiết, tác động an ninh, người tị nạn, vân vân, nhưng không phải trong bối cảnh mở rộng EU. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO Imangali Tasmagambetov nói với hãng thông tấn TASS hôm 24 tháng 6, căng thẳng gia tăng trong hệ thống an ninh quốc tế đang suy thoái nhanh chóng sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn đến các tổ chức như CSTO. Ông lập luận rằng nhu cầu về an ninh xã hội và chính trị có thể dẫn đến việc mở rộng chức năng của tổ chức, cũng như kết nạp các thành viên mới Đồng thời ông nhấn mạnh, động lực chính cho sự phát triển của CSTO liên quan đến hoạt động truyền thống của tổ chức chính trị và ngoại giao. Ông cho hay, chúng tôi chắc chắn rằng bất kỳ vấn đề nào cũng có thể được giải quyết bằng con đường ngoại giao, miễn là có ý chí chính trị và mong muốn đàm phán. Vị quan chức này nói thêm rằng, các thành viên của CSTO có thể phát triển hơn nữa tiềm năng gìn giữ hòa bình. Theo ông, lịch sử hai thế kỷ qua cho thấy công cụ được yêu cầu nhiều nhất chính là an ninh tập thể. CSTO được thành lập năm 1992 sau khi Liên Xô tan rã. Các thành viên hiện tại của tổ chức gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Armenia. Tháng 1 năm 2022, CSTO đã lần đầu tiên triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình, hỗ trợ dập tắt tình trạng bất ổn và bạo loạn ở Kazakhstan. Các thành viên đã từ chối áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga hoặc gửi viện trợ quân sự cho Ukraine khi Moscow tiến hành hoạt động quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, Liên minh Á-Âu cũng đã trải qua một số mâu thuẫn nội bộ Trước đó, Thủ tướng Nikol Pashinyan của Armenia đã lần đầu tiên xác nhận nước này sẽ rời khỏi tổ chức hiệp ước an ninh tập thể CSTO. Ông Pashinyan nói trước các nhà lập pháp rằng, chúng ta sẽ rời đi và sẽ quyết định khi nào làm điều này. Đừng lo, chúng ta sẽ không quay trở lại. Trước đây, Thủ tướng Armenia đã cáo buộc ít nhất hai thành viên CSTO thông đồng với Azerbaijan trong cuộc xung đột kéo dài 44 ngày giữa Azerbaijan và Armenia liên quan đến vùng ly khai Nagorno-Karabakh hồi năm 2020 nhưng không nêu rõ tên nước nào. Hồi tháng 3, Bộ ngoại giao Nga cho biết, họ quan ngại trước việc giới lãnh đạo Armenia đưa ra các tuyên bố công khai về CSTO. Moscow cho rằng các tuyên bố như vậy tốt nhất nên được đưa ra trong nội bộ liên minh. Thời gian qua, Thủ tướng Pashinyan đã đưa ra nhiều tuyên bố bày tỏ thất vọng về CSTO và Nga. Nhà lãnh đạo Armenia nói rằng, đất nước của ông có thể sẽ không còn dựa vào Nga để đảm bảo an ninh cho mình. Hồi tháng 2, armenia cho biết nước này sẽ không tham dự các cuộc họp của csto và họ không có đại diện thường trực tại liên minh quân sự này do bị đóng băng trên thực tế từ cách thành viên